hiểu cho mình. Dân trong dân gian ngày nào vui thì tàu dòng tàu sao qua lanh lục. Công bơi bức cung đi dần tàu rồi mấy bánh chung giam tới Long Hòa. Thân anh không ai phiên tò trên kêu ngán rằng hai năm anh chung ở Long Hòa. Nhớ lúc xưa đến bên cạnh một mắt em cứ tôn vào. Em sinh con trai nuôi con cho cháu lớn đặt tên cho con hãy đăng chơi. Tầng đêm hao hấn tới sáng trong dài giam anh cô nhớ nhớ về con đưa con hai đăng chơi. Dòng lưu bông dây dây chăn dây mật xanh bao năm qua ba là gây hết tâm sự vô đây. Em ơi hết tháng anh về ngay cho anh xin biết con là ai. Ngày bi bắn mất tất cả niềm đau trong trại giam về em đưa con hề đặt chạy. Con hỏi nàng tên tề thiên đại thánh tại sao tại vì trong cả tam giới chỉ có duy nhất một mình nàng có thể làm cho cây kim cô bổng của ta nó to lên rồi. Trong quán bar em mặc đồ thân xinh nháy như cô nàng công chúa. Ôi nhìn nàng em đẹp xuyên sao em theo con lắm tôi thần thấy bơi. Càng màu quanh trong đó anh càng nhìn anh càng thấy bơi. Kèm theo luôn hai chấm mối sao cùng đời sung sướng. Tôi đứng nhảy theo nhàn đi chay em dịu như anh con thuyền cuốn trôi. Hai chúng ta cùng nhau đi trên con đường ôi thật là kỳ. Ta cùng nhau phê pha cho qua những ngày mệt ngày. Sao đêm nay nhìn em xinh hơn ở những cây ngày đầu tiên. Đêm nay ta cùng bay đến ngày mai ta lại cày tiếng. Hãy chúng ta cùng nhau đi trên con đường ôi thật là kỳ. Ôi đùa ta cùng nhau phê pha cho qua những ngày mệt ngày. Sao đêm nay nhìn em xinh hơn ở những cây ngày đầu tiên. Đêm nay ta cùng bay đến ngày mai ta lại cày tiếng. Anh càng thấy bơi kèm theo luôn hai chấm mối sao cùng đời sung sướng.
thức đâu đêm trời giang không ngủ em ơi. Mấy ngày gần đây chờ trong cái lệnh ra tò, ngoài đời anh làm nuôi em mấy đến vô đây nằm men biết cách mai bây giờ em ở ngoài sao không đến thăm mình. Năm tháng trong giam đời anh bê tắc lắm em.
anh đang ngồi chơi với nghe em. Anh bỗng hoang mang, nở đây anh khoái đam đơn. Có nắm môi tên, nó sạch hàng thanh toán nhân. Nó chém vô lần, thật là đau. Lên dài ra chắc tương lai ai giàu có.
chay có hết đêm nay rồi sáng mai cay. Rót cho một ly rồi mời anh mời bạn, anh em mình là một gia đình, ly này tôi xin mời cạn. Thank you.
giao sáng đó là bạc tiền. Em đi theo đại lộng bỏ lại mình thật. Nếu như có một ngày thằng đại lộng gầy bắn ngóng nó, rồi nó cho em mang mặt cây bầu là khổ không em. Em rồi gặp anh có
lý do của riêng anh. Số anh nghèo không thể lo được cho em. Ăn hồ hay cũng chẳng được gì, ăn dài bao nhiêu
đang xe xuống phố, có cô em trong thần tình đang đeo tôi. Anh lao nhanh trên đường Quỳnh Tân Phát, với đôi tay anh mong ngày điện thoại. Cô em đi hôi mà còn có cơm, thì đồng đường chẳng có chiếc xe kia đang chạy lên. Thì đồng đường chẳng anh cứ lao nhanh, quần chúng nó cứ đi hôi, lăn vô chiếc tăng xì cay. Vừa đổi dừng tiếng mây câu, còn nó bay đã xong.
hôm qua mình lấy phone gọi cho em, mời em đi ăn tối. Em trả lời cảm ơn rồi em nói rằng em đang rất đói. Anh nghe liền lấy xe chạy qua em, chở em đi lòng vòng quận tư, thấy óc quanh anh quèo vô. Trông em thật đáng yêu vì em kêu liền một con heo xưa. Anh nghe lòng tái tê gọi tê tái mà anh không có dám nói. Em kêu gà nướng lu bồ câu quay, mấy ký tôm càng xanh. Ý trời ơi, mấy ký tôm mà càng xanh. Em kêu tô mì khô, một ly đá chanh, một nồi ốc xào bơ. Em ăn như là heo, trời ơi tháng lương của anh nó vụt bay. Em ơi cô biết không, ngày mai hàng đêm anh phải ăn gì trong đôi. Mấy ký tơ mà càng xanh. Mà càng anh xì bình, nhưng anh đâu hay đang lính cho leo cây gì anh.
Thank you.
cho sáng so to 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 to
thương em anh lội tắt đường đồng.